Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Vâng, thì ngày hôm nay em Sơn Car Center xin phép được giới thiệu cho quý anh chị và các bạn về một mẫu xe hiện đang vừa mới có mặt tại cửa hàng em ngay lúc này đây ạ. Chúng ta nhìn là cũng có thể nhận biết được ra đây là dòng xe gì phải rồi phải không ạ? Vâng, rất là ăn khách luôn. Đây là một chiếc Ford Everest phiên bản 2.0 Titanium, 2.0 Titanium một cầu các anh chị nhé. 4X2 với năm sản xuất là 2018. Xe biển số Hà Nội các anh chị nhé. Mới chỉ đi được có 3 vạn km thôi ạ. Xe màu ghi xám khá là lạ. Một trong những màu gọi là khá là nổi bật của dòng Everest này. Bởi vì những cái đời trước là chưa có màu này. Đó, chúng ta hãy cùng xem một vòng quanh xe, xem qua về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này các anh chị nhé. Xe vừa mới về đến cửa hàng nên là bên em là chưa có dọn dẹp hay là spa đánh bóng hay gì đâu ạ. Chúng ta hãy cùng xem mộc mạc qua để có thể xem được chất xe khi mà mới về nó sẽ như nào các anh chị nhé. Còn khi mà qua tay cửa hàng này thì bọn em cũng sẽ làm cho nó đẹp hết mức có thể để anh chị có được cái nhìn ưng ý nhất các anh chị nhé. Đây là camera lùi này. Đó, cốp thì là cốp điện, camera lùi, nhưng mà chiếc xe này đã trang bị thêm cam 360 rồi các anh chị nhé. Cốp thì là cốp điện, khoang cốp thì rất là rộng luôn, hàng ghế thứ 3 là có thể mở lên bất cứ lúc nào để trong trường hợp mà chúng ta muốn có thêm người ngồi các anh chị nhé. Đóng mở hàng ghế thứ 3 là bằng nút bấm các anh chị nhé. Đó, như chúng ta có thể thấy khi mà bấm nút thì ghế sẽ tự động mở lên. Rất là tiện lợi phải không ạ? Chúng ta không phải gọi là dùng tay khi mà nâng hạ ghế nữa, khi mà đã có nút bấm như này rồi. Đó, chỉ bấm 2 lần nút thôi. Rất là nhẹ nhàng, êm ái. Cốp thì cũng là cốp điện rồi. Cảm biến lùi trước sau đầy đủ. Đó. Đèn thì cũng là đèn LED. Phiên bản Titanium 2.0. Cùng đến với phần nội thất của xe nào. Lại vào từ hàng ghế sau. Về mặt cách âm hay là khung gầm, về cái độ chắc chắn của ngoại thất thì khó có thể có dòng xe nào bì được so với những dòng xe Mỹ này của Ford. Ford thì luôn luôn nổi tiếng bởi sự cảm giác lái, khung gầm đầm chắc. Ghế da thì vẫn còn rất là mới. Xe mới đi được có 3 vạn km thôi ạ. Đóng cửa thì chắc nịch. Cảm giác khi mà chúng ta lái một chiếc xe của Ford, kể cả phân khúc gọi là hạng B, hạng C thôi, chúng ta cũng sẽ có liên tưởng gì đó một chút đến các thương hiệu xe hạng sang như là MEB hay BMW, tại vì với cảm giác chắc chắn mà chiếc xe mang lại. Và chiếc xe nào bên em cũng có cam kết bằng văn bản hợp đồng cho quý anh chị và các bạn các hạng mục như là xe là không có tai nạn này, ngập nước, máy móc, động cơ, hộp số đều là nguyên bản, không có đại tu hay là sửa chữa các anh chị nhé. Vô lăng tích hợp rất nhiều núm điều khiển, từ menu, cruise control, đàm thoại rảnh tay, đó, giới hạn tốc độ rất là đầy đủ các anh chị nhé. Đèn thì cũng là tự động, gương kính chỉnh điện hết rồi các anh chị nhé. Chúng ta cùng xem pha, chúng ta cùng xem qua về phần máy móc. Một vòng về cấu tạo máy móc của một chiếc Ford Everest phiên bản 2.0 Titanium 2018 các anh chị nhé. Thiết kế rất là gọn gàng,
máy dầu nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu các anh chị nhé. Đầy đủ những cái tính năng an toàn. Ford thì thương hiệu Ford thì thường tập trung về gọi là cảm giác lái và những tính năng an toàn nhất định của dòng xe các anh chị nhé. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá niêm yết là 1 tỷ 020 triệu, có gia lộc cho khách hàng ghé xem xe trực tiếp tại showroom các anh chị nhé. Và nếu quý anh chị muốn biết rõ hơn cũng như là muốn dành thời gian qua xem trực tiếp thì có thể liên hệ đến số điện thoại ở phần mô tả video, hoặc là đến trực tiếp showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội gặp em Sơn để được tư vấn kỹ hơn về dòng xe Ford Everest này, cũng như tìm cho mình được một chiếc xe ưng ý nhất các anh chị nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.